cả mọi người nha. Thì hôm nay Hùng đi vào suối, Hùng sẽ làm video cho một phong cảnh cho mọi người cùng xem với Hùng nha. Ở đây thì nước rất là sâu luôn mọi người ạ. Giờ mình sẽ đi lên trên kia nha mọi người, trên cái đầu thác kia nha, để mình cùng quay mọi cảnh của mọi người xem ở đó với mình nha. Dẫn mọi người lên trên cái đầu thác trên kia nha mọi người. Gần tới trên đó rồi nha mọi người, nhưng mà giờ mệt quá rồi cho nên mình ở ngồi ở tảng đá này mình nghỉ một xíu. Sự là ở đó rất là xa luôn mọi người ạ. Mình nãy giờ mình đi tiếp từ đằng kia luôn kìa mọi người, tiếp là đằng cái cầu quá mọi người. Mình tới đây đi lại giờ cũng cỡ một tiếng rồi á. Giờ ở đây thì gặp ngay cái bực ở đây nó sâu lắm mọi người. Đây thì giờ mình đang nghỉ ngơi xíu để mình lấy sức để mình trèo xuống nha. Đây là mọi người, rất là sâu luôn. Giờ mình sẽ treo xuống đó và đi qua bên, lên trên đầu ngọn thác đi. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Mình lên gần tới rồi nha mọi người. Rất là mệt luôn. Đây mát lắm mọi người ơi. Rất là sâu luôn mọi người ạ. Mình đã tới con thác rồi nha mọi người. Tới cái đầu thác này nha mọi người. Thật sự nó rất là mệt luôn mọi người ạ. Đây một đầu, còn kia nha mọi người. Mà đằng kia nó rất là sâu luôn cho nên là mình không nhắm lại đằng đó nha. Tại vì cũng không có biết bơi. Đây mọi người. Đây rất là ồn luôn nha mọi người. Giờ mình sẽ
tắm ở đoạn này nha mọi người. Tắm rồi Hùng nghỉ ngơi một xíu rồi Hùng sẽ đi về nha. Đây, giờ mình sẽ tắm lại đoạn đây. Thì nãy giờ mình đã tắm xong rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đi quay vài cảnh cho mọi người xem rồi mình sẽ về thôi nha. Tại vì giờ cũng là 4 giờ chiều rồi nha mọi người. Thì nhà mình ở cái chỗ này xa lắm nha mọi người, cho nên là mình phải về sớm thôi. Giờ mình sẽ chặt củi và mình để mình nấu ngay chỗ cái cây này nha mọi người. Đây có một gốc cây rất là mát luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nấu mì tôm ở đây để mình ăn nha. Bây giờ đã sôi rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy mì mình đổ vào thôi nha mọi người. Đổ vào để nó chín. Chín rồi nha mọi người. Thì giờ mình mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Đây rất là mát luôn mọi người. Trưa nay thì mình không ăn cơm trưa cho nên là giờ mình chế mì mình ăn thì cảm thấy rất là ngon luôn mọi người ạ.
Người ơi, thì giờ mình ăn đã no rồi nha mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Mọi người thấy video của mình hay thì mọi người hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho mình với nha. Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ. Mình chào mọi người nha. Bye.